Thưa quý vị, trong thời gian ngắn, các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp đến khám và điều trị do biến chứng từ việc làm đẹp cấp tốc. Đặc biệt có nhiều ca biến chứng nặng, khó có thể phục hồi, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và thẩm mỹ ở nhiều người. Làm đẹp đón Tết là nhu cầu tất yếu của mọi người. Tuy nhiên, làm đẹp cũng cần an toàn để không lâm vào cảnh tiền mất tật mang, rước họa vì làm đẹp cấp tốc như những quảng cáo tràn lan hiện nay. Hai bệnh nhân này đến bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh để điều trị biến chứng vùng môi biến chứng. Cả hai bệnh nhân trước đó đều đi sửa môi, bơm môi để làm mới, làm đẹp chuẩn bị đón Tết. Đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy vùng môi các bệnh nhân bị biến dạng. Bác sĩ cho biết nhiễm trùng khá nặng, khó phục hồi. Thì cái nguyên nhân có thể dẫn đến việc này có thể là do cái nơi mà thực hiện điều trị không đảm bảo được cái nguyên tắc vô trùng, dẫn tới là vi trùng xâm nhập vào cái vùng môi của bệnh nhân qua cái vị trí mà mình tiêm, hoặc là có thể sử dụng những cái sản phẩm chất làm đầy không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng trôi nổi trên thị trường, và cái việc mà đóng gói sản xuất nó không có đảm bảo cái nguyên tắc vô trùng. Làm đẹp ở các cơ sở thẩm mỹ không uy tín, kém chất lượng để rồi lãnh hậu quả ngược lại, tiền mất tật mang. Trường hợp nữ bệnh nhân này cũng vì tin lời quảng cáo trên trang Facebook đã đến một cơ sở thẩm mỹ ở quận 10 để tiêm tan mỡ, sau đó đã phải nhập viện do bị áp xe, vùng bụng, hông, đùi, xuất hiện nhiều nốt đỏ, viêm và chảy mù. Việc điều trị cho những bệnh nhân tai biến tiêm tan mỡ là khá khó khăn. Đối với bệnh nhân này thì đầu tiên bệnh nhân phải làm trước một cái cấy mũ xét nghiệm tìm nguyên nhân. Bệnh nhân sau 2 tuần điều trị bằng kháng sinh và kháng viêm theo phác đồ thì đáp ứng khá là tốt, các vết loét khô hơn và các nốt viêm giảm sưng. Tuy nhiên, bệnh nhân cần được theo dõi kéo dài, bởi vì sau tình trạng tai biến tiêm tan mỡ thì việc điều trị sẹo xấu là cũng vô cùng khó khăn. Chỉ trong tháng cuối năm, các đơn vị tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện Gia Liễu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM liên tiếp nhận và điều trị cho hàng trăm ca biến chứng do làm đẹp cấp tốc. Phần lớn các trường hợp bị biến chứng là do làm đẹp tại các cơ sở không phép, không đủ tiêu chuẩn và không được cơ quan chức năng cấp phép. Đặc biệt là những cái dịch vụ mà đòi hỏi cái can thiệp sâu hơn, ví dụ như là phải phẫu thuật, hoặc là nhẹ nhàng hơn là căng chỉ, là bên tiêm Botox hay tiêm filler cũng vậy, nó nhẹ, mặc dù nó rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó cần có một cái thời gian, không ai không thể nào mà đẹp liền cả, nên nó cần có thời gian để cho nó theo cái nhu cầu, theo cái sinh lý của cơ thể. Thì khi đó thì chúng ta phải mới đạt được cái kết quả mong muốn được, chứ không thể nào mà làm phát đẹp liền được cả. Làm đẹp là nhu cầu của hầu hết mọi người, nhất là phụ nữ. Nhu cầu làm đẹp tăng mạnh trong thời điểm cuối năm, chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, làm đẹp không thể cấp tốc, ngay tức thì có thể thay đổi diện mạo. Do vậy, mọi người cần tránh xa vào bẫy quảng cáo làm đẹp cấp tốc. Đồng thời, làm đẹp phải an toàn, lựa chọn địa chỉ làm đẹp uy tín, chất lượng, có phép là điều mọi người cũng cần lưu ý.